Cô thơ, tháng bao nhiêu cô không? Nói ra cao quá được không? Giá nhiêu, cô cứ chia sẻ hàng giá như đó. Xin chào quý chị đại cô cô bác nha. Cùng toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh Phú Yên Vlog. Hiện tại thì mình đang đứng tại 393 Hùng Vương, phường 9, thành phố Tuy Hòa. Thì tại đây có cái quán bánh canh hẹ của cô Hương rất là nổi tiếng từ xưa đến nay. Thì bây giờ mình cùng các bạn vào phía bên trong giao lưu cùng với cô Hương nha. Vào trong quán thì bây giờ là lúc 12 giờ trưa. Hiện tại thì hai cô đang chuẩn bị món ăn để cho khách. Thì mình sẽ tìm hiểu xem quán cô là đông khách vào buổi nào nha. Và cô sẽ nấu những cái món gì đặc biệt ở trong đây. Thì mình thấy bảng hiệu là cái bánh canh hẹ. Con chào hai cô nha. Con chào cô Hương. Cô ơi, khán giả đang thắc mắc là tại sao cái bảng hiệu là bánh canh hẹ Thảo Quy mà tự nhiên vào là bà chủ là cô Hương là sao? Cô giải thích đây. Tên Thảo Quy nó hay hơn tên cô Hương chứ, đúng không? Vậy mà lúc nãy con tưởng nó Thảo Quy là con của cô chứ. Con cô luôn hả? Dạ. Ở đây cô bán bánh canh rồi, cô có bán món gì khác không? Ngoài bánh canh ra vậy bán nước thôi con à, không có gì hết. Dạ, có bán nước ngọt thì bánh canh luôn hả cô? Ngọt bánh canh. Cô ơi, bánh canh thì con thấy nằm tại mặt đường Hùng Vương như thế này, con biết là giá được bao nhiêu cô Hương? Ở đây giá bình dân lắm con. Giá bình dân là bao nhiêu một tô? Thấp nhất ấy 15.000 một tô. Có 15.000 một tô, trời trời. Ở trên cái đường, mặt đường lớn như thế này mà cô bán giá bình dân có 15.000 một tô bánh canh các bạn. 15.000 thì nó có cái gì trong đấy vậy cô Hương, đặc biệt không? Gồm có trứng nè, chả hấp, chả chiên và cải dăm. Lúc nãy con đứng từ xa nhìn thấy cô Hương giống như trẻ vô cứu chị chứ. Cô Hương nay bao nhiêu cô Hương? Cô Hương sắp sửa 60 rồi. 60 các bạn, nhìn cô Hương 60 mà giống như phụ nữ mới đeo U50. Nãy mình vào mình kêu chị luôn á. Giờ là cô đang làm gì đấy? Cô đang bán cho khách. Đây là quy trình mình làm không? Tại thì khách bắt đầu vào ăn nha cả nhà. Cô ơi, quán đông là khi nào cô? Quán đông thì là 4 giờ rưỡi 6 giờ. Dạ, còn buổi sáng này đông không? Bây giờ thì khách lai rai thôi con. Dạ, chứ ăn giờ là chắc tập trung ăn cơm mà chính hơn cô. Nước sôi rất là sùng sục. Bánh canh ở đây các bạn thấy không? Mình thấy quán cô là bán cái sợi rất là mỏng nè. Sợi nó nhỏ hơn cô. Hình như con nhớ đó, bánh canh là có một cái loại nó to mà nó cứng hơn không? To là đó, bánh canh cộng bún á. Đây là bánh canh Phú Yên hay là cô lấy ở đâu? Cô lấy ở đây. Dạ. Thì các bạn biết đấy, Phú Yên mình thì đồng xanh lúa thì bao la, cho nên gạo lúa thì cũng rất là nhiều. Ở đây bà con thì sẵn cơ hội này thì làm ra cái món bánh canh cũng là đặc sản Phú Yên. Cô như bánh canh là cô có chả cá hả cô? Đầy đủ ở đây. Chả hấp, chả chiên, chả cá. Đây các bạn. Cá tươi luộc. Trứng cút nè, chả cá. Cá, chả cá hấp, chả cá chiên. Đây là thịt heo hả cô? Cá tươi luộc hả con? Cá hả cô? Cá hấp. Nãy con mới nhìn con tưởng đâu thịt chứ. Đó là cá gì đấy? Cá cờ. Có 15.000 một tô là quá rẻ luôn ạ. Kia là tô nhiêu rồi cô? Cô đang ăn đấy là bao nhiêu một tô? 20 hả? 20 con. Dạ, là thấp nhất là cũng có 15 luôn. Đó. Đây mình sẽ quay cho. Tô 15 là tô đây. Dạ, đâu tô 15 là tô nhỏ hơn hơn. À, là tô 20 là tô đây. Dạ, dạ. Xíu nữa cô làm cho con một tô con ăn thử ngon không nha cô? Rồi, ok. Đây là cái gia vị của cô làm, mọi người thấy đơn giản không? Trứng cút, chả cá này.
đặc biệt có món cá này lúc nãy mình cứ nghĩ là thịt các bạn. Cá gì cô Hương? Cá cơ. Cá cơ đó. Không dăm. Đây là tô 20k này cả nhà. Dạ, cô ăn cô thưởng thức sao cô nói. Cô nói cô đây, đây là quý khách mình tình cờ gặp nha cả nhà. Ý là đây là đây cái quán đây là ăn là thiệt ngon này. 20k một tô đây. Ngon tuyệt vời. Tô này là 20.000 hả cô? 20.000 chứ. Dạ. Bao gồm gì đâu cô giúp cho khán giả xem này cô. Trứng này, chả cá này, cá dầm này. Dạ. Rồi cá không đặc sản đây có nước riêng luôn tổ này. Nhìn cô thưởng thức này. Bát này đây là dạ, vị khách đâu, vị khách đây gặp tình cờ này cả nhà. Nước riêng sắc mẹ không thể nữa. Đầu cô xuống đây cô ăn này. Mấy năm rồi, cô ăn quán đây. Cô từ 2016 đến nay, mấy năm biết. Cô bán khác đi. Cô bán mấy năm rồi. Rồi cô thưởng thức cho khán giả xem đây. Thì mình vào trang lúc này thì hiện tại thì khách đang ăn cơm trưa là chính nha cả nhà. Thì cô Hương nói là buổi chiều á là khách rất là đông. Dạ. Thì các bạn thấy như chúng ta làm việc xong buổi chiều mệt nhọc á, mọi người thường ăn những cái món nó nhẹ nhẹ. Cô thưởng thức đi cô. Đây lấy đi anh được không? Cháu không làm đi cô. Dạ, chút xíu nữa con cũng thưởng thức chứ. Xem thử cái chất lượng như thế nào ạ. Ai cũng khen ngon hết các bạn. Cái quán rất là rộng và đồ sộ. Nhìn vào cái không gian mình thấy rất là sạch sẽ luôn, rất là đẹp nha cả nhà. Đây là gọi là bao ngon bao rẻ luôn nè. Cô Hương đây là cô làm gì đây? Cho khách hả? Cô làm, hay cho, là khách, làm... làm cho khách. Khách nước, đặt cái trưa rồi. Nước riêng. Về dạ. Nhà khi ăn khi nào ăn là nấu lại. Đúng rồi. Đây được phần sẵn hay không? Phần này bao nhiêu? Nấu nước lèo 20, nấu nước lèo sôi lên và bỏ bột ăn canh chín vô rồi bỏ đồ ăn. Đơn giản vậy hằng cô. Đây là cái nước, đây là gì đây? Cô dở cái nước lèo mình nấu. Đây là nước lèo nấu nấu, nấu sẵn á. Nấu sẵn là bỏ đây kho cho nhanh sôi. Dạ. Khi mà khách đông đó là nước sẵn á mình nấu sẵn cho mình dở đây cho nhanh. Mình nấu nước kho cho nhanh. Đơn giản hơn cô. Cô Hương, khán giả nãy giờ muốn biết cô là bán ở đây bao nhiêu năm rồi? Cô bán là 6 năm rồi. 6 năm. Từ 7. Dạ, như mặt bằng đây là của nhà cô hay là thơ? Cô thơ. Cô thơ, tháng bao nhiêu cô Hương? Nói ra cao quá được không? Giá nhiêu con cứ chia sẻ khán giá gì đó. Tháng nhiêu? Mười mấy triệu con. Mười mấy triệu một tháng. Mà bán cái tô bánh canh mà có 15.000 là thấp nhất các bạn. Dễ thì cô lấy tiền đâu mà trả đây. Chết. Cô bán từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối mà. Dạ, tức là bán cây từ luôn. Sáng tới đêm luôn. Ừ. Nếu mà bán thật ra bán một buổi thì tháng buổi. Nếu mà mặt bằng mười mấy triệu thì doanh thu cô phải bán tháng mỗi ngày. Mỗi ngày là rất là cao đó. Ừ, quá thì cô hả? Sài Gòn cho lô đất đây nó bự mà. Đem một mấy triệu cho. Cho, nghỉ vỉa hè xưa thôi, vỉa hè mà 2,5 triệu một tháng rồi mà nghỉ sao một năm mà. Đây con thấy diện tích rất là rộng mà, không gian rộng lắm. Lô 3 lô lận. Dạ. Có lo mới làm, nó có lo sao làm được chị? Lúc đầu mình chuyển đây thì ít khách, nhưng mà khách cũ của mình quen rồi người ta vẫn trở lại. Tại bán này lâu rồi mà, 6 năm nay, năm thứ 7 rồi. Đó là được cho trống rồi. Đây khách mua đây, về khách đây, quen không đây là 15.000. 15.000 phần đây. 15. Quá rỉ luôn rồi cả nhà. Đâu có dơ thử cáo thì đây. Đầy đủ đây, nước lèo, bột. Đây là khách quen mua hả cô Hương? Khách quen. Cô hầu thưởng thức thấy món ở đây ăn sao cô? Tuyệt vời. Tuyệt vời, giá ừ, ngon bộ rỉ không? Đây là được, cái bán này nó ăn rỉ. Dạ. Rỉ là ngon, cá đồ tôm cũng được. Ngon. Ông kia là ông phần nào ông xuống đấy ăn được hết. Ông kia là ông thầm mình chết nghe, ông có phần nào ăn cũng chết là hết rồi. Dạ. Sao dễ ăn vậy á. Ngon mà. Rồi cô Hương làm cho cô một tô con thưởng thức thử nha cô Hương. Rồi. Tô giá bình dân nha. Giá bình dân. Đây bây giờ mình sẽ thưởng thức tô bánh canh hẹ của cô Hương. Giá tối thiểu là 20k nha. Giá thấp nhất là 15k một tô. Rồi mọi người muốn ăn bao nhiêu thì gọi nha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món này như thế nào nha cả nhà. Hiện tại mình thấy khách đang vào đông dân nè.
mọi người nhìn thấy hấp dẫn mọi người. Bây giờ Phạm Duyên mời cả nhà cùng thưởng thức những món bánh canh hẹ chả cá nha. Vâng, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ kênh Phương Vlog nha. Phạm Duyên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cùng đồng hành với mình ạ.